Chị anh ấy sao lại chị béo thế? Béo cái gì á? Béo. Chị tao béo thì sao lại ai cũng bảo tao giảm cân nhá. Chị hỏi mọi người xem qua mày bỏ cái kiểu đi nhá. Không phải là làm mất máy xong rồi à, giúp cá chém thớt đâu nhá. Xong rồi đổ tại đi tinh. Biết cái đấy là đối với cuộc đời của tao quan trọng nào không? Sao bảo tao béo? Mày đứng một quả đáng để tao chứng minh mày xem. Không có ai bảo tao béo hết. Đấy chị mọi người đi. Mọi người ơi, em có béo không? Béo, béo mày. Đi tập gym, lấy lại vóc dáng, không thể để xe béo được. Đi tập gym. Từ từ đã. Có đồ tập. Đồ tập ở đâu nhỉ? Đồ tập. À. Nhưng mà cái đồng hồ này thì làm sao mà đeo đi tập nhỉ? Tìm cái đồng hồ. Vòng nhìn khá đơn giản, có phần dây cao su hai bên có thể tháo rời và phần mặt hiển thị. Màn hình ở đây hiển thị bằng màn hình OLED, 0.9 inch, nhìn khá đơn giản. Có một nút ấn ở ngang để đổi các chế độ xem, có đo nhịp tim này, bước chạy này vân vân và rất là nhiều những cái khác nữa. Nhưng mà trước tiên cần kết nối với điện thoại để tiện theo dõi đã. Đây các bạn thấy không, vòng có chuẩn kết nối Bluetooth 4.0, tương thích với cả iOS và Android. Sau khi trải nghiệm chiếc vòng này một thời gian, mình cảm thấy là chiếc vòng này khá là tiện dụng này, đeo cũng thoải mái với trọng lượng chỉ khoảng 17g, đeo rất là nhẹ tay, phần dây cao su cao cấp nên cho cảm giác thoải mái, không bị bí như một số vòng khác. Đeo vào dây bản dày hơn nhưng mà đeo vào thì nó bị bí và toát mồ hôi ở phần tay, phần da tay, nó hơi khó chịu. Vòng cũng nhỏ gọn nên là không hề gây cản trở hay là cảm giác vướng khi tập. Rất là dễ sử dụng nữa, bởi vì là tính năng chỉ chủ yếu tập trung vào đo lường với sức khỏe người dùng mà thôi. Vòng này cũng rất là thông minh, với app có thể theo dõi cả nhịp tim của bạn, cảnh báo nhịp tim tối đa. Khi mà tập, nếu như mà lên tới một mức nhịp tim nào đấy mà nó nguy hiểm cho sức khỏe thì chúng ta cần phải dừng lại. Cả theo dõi giấc ngủ hàng ngày của bạn, cũng như là tính toán để đưa ra mục tiêu tập luyện hợp lý về số bước chân, quãng đường và thời gian di chuyển nữa. Pin cũng khá là trâu đấy, pin dùng tối đa lên đến 5 ngày cơ, đa phần các vòng khác thì chỉ khoảng 3-4 ngày thôi. Vòng này thì có kháng nước tiêu chuẩn IPX8 nên là không lo đi mưa, bị hỏng, thậm chí có thể mang xuống hồ bơi luôn. Giá của một em này thì hiện tại là 1.272.000 trên hệ thống Savonet nhé.